Cá nó có tác dụng thanh nhiệt mà tiêu độc. Bệnh lý trĩ là bệnh lý mà do nhiệt, nhiệt nhiều cho nên nó táo, táo vì thế cho nên cái trĩ. Thì bây giờ thanh nhiệt nó làm cho cái nhiệt nó giảm xuống, và cái nhiệt với cái hàn hai cái nó cân cân bằng. Rồi ngoài ra diệp cá nó lại còn tác dụng nhuận trường. À đấy, nó mát mà. Đấy thì ăn vào nó làm cho cái phân nó không táo. Cái diệp cá nó lại có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm. Bởi vì trong cái trĩ nó cũng gây lên nhiễm trùng và nó sưng nề, nó viêm. Thì cái này nó giúp cái giảm viêm nó xuống thì giúp cho quá trình điều trị trĩ nó tốt. Rồi một cái vị thứ hai đó là hoa hòe. Người ta chiết cái chất mà cái hoạt chất người ta gọi là rutin, thì cái hoạt chất này nó có tác dụng là gì? Làm bền vững thành mạch. Đồng thời nó cũng có tác dụng nhuận trường, làm cho phân nó không táo, để tránh cái tác động áp lực nó tăng ở trong cái lòng các cái tĩnh mạch của trĩ. Vị thứ ba nữa là cái nghệ. Người ta lấy cái tinh chất của nó là curcumin. Nó có tác dụng là kháng khuẩn này, chống viêm này, đặc biệt là chống lại tác hại của các cái gốc tự do, nó làm cho quá trình bệnh lý nó tăng lên, và nghệ nó để làm mau lành cái vết thương. Đấy. Cái cách mà mình dùng thảo dược đó, nó có ưu điểm gì so với cái việc dùng Tây y ạ? Vâng. Trong cái bệnh lý trĩ ấy, thì các cái thảo dược nó lại là cái thế mạnh đối với bệnh lý trĩ. Vì cái thứ nhất ấy, thì thảo dược nó điều trị nó dựa trên cái nguyên lý, cái y lý của cái quá trình hình thành bệnh trĩ. Đồng thời các cái thảo dược nó lại có tác dụng điều trị các cái triệu chứng. Tôi nói ví dụ như cái giãn thành mạch rồi nó bị rách, rồi nó chảy máu, cái rutin ấy thì nó có tác dụng là bền thành mạch. Đồng thời nó có tác dụng nó co lên. Đấy thì vừa điều trị được cả nguyên nhân vừa điều trị cả triệu chứng. Và một trong những cái mà gây lên bệnh trĩ nhiều nhất đấy là táo bón. Có những cái người mà 3-4 ngày không được đi ngoài. Đấy thì bây giờ vấn đề người ta là phải làm phân cho mềm. Phân thêm mềm thì đấy là cái thế mạnh. Ví dụ như dùng chấp cá, nó thanh nhiệt, nó mát. Đương quy nó cũng làm cho thanh nhiệt nhuận trường, rutin cũng như vậy. Thì làm những cái làm cho phân nó mềm đi. Phân nó mềm đi thì đi ngoài nó dễ, đi dài nó dễ, thì là vừa giải quyết được cả cái nguyên vừa cả cái triệu chứng. Đấy, đấy là những cái thế thế mạnh của các cái thảo dược so với dùng cái phương pháp khác như là mổ xẻ hay là các cái thuốc tân dược.